Trường Tác Khứ Niên Hoa trân trọng giới thiệu quyển 2 Quỷ Thù Già Mã Linh. Xin chào mọi người, Gia rất là vui được quay lại mọi người cho tập 40 cho chương 3 của phần ngoại văn bộ Vũ Sư Kỳ Truyện. Thì Giao cũng xin lỗi là tuần vừa rồi Giao có cái lịch công tác đột xuất rất là bận, nên là không có thể nào tìm được thời gian để mà có thể ngồi thu âm được cho mọi người. Thì Giao cũng xin thay mặt cho tất cả mọi người của Trường Tác Khứ Niên Hoa rất là xin lỗi mọi người, là cho mọi người chờ thêm một tuần nha. Bởi vì mọi người cũng biết rằng á, Gia cùng các bạn thì khi thành lập kênh này cũng không chủ yếu làm YouTube, cho nên là cũng chỉ làm cái công cụ để mình có cái nơi mình tiếp tục diễn đọc những cái chương rất là hấp dẫn và rất là ly kỳ của tất cả những câu chuyện xoay quanh Hằng Mai và người thân của Hằng Mai cũng gia tộc kỳ bí bằng Gia nha. Bây giờ Giao xin được bước vào luôn chương 3 của quyển ngoại văn bộ Vũ Sư Kỳ Truyện. Chương 3 mang cái tựa đề cũng rất là bí ẩn nha, Âm mưu của ả hồ gái và bàn thờ bí ẩn. Gia xin được đi vào luôn câu chuyện vì tập hôm nay nó hơi dài, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Tập 40 chương 3 Âm mưu của ả hồ gái và bàn thờ bí ẩn, ngoại văn 1 Vũ Sư Kỳ Truyện, Trường Tác Khứ Niên Hoa. Thấy gia trang của đại thiếu gia Đoàn Cẩn dạo này có cảm giác hơi kỳ lạ. Là một đệ tử ngoại môn của Vũ Thuật Đoàn gia, hắn hiểu đây dường như đang có một hơi thở u ám bí ẩn bao quanh gia trang. Tiếng động lạch cạch lại vang lên đều đặn, giống hệt những đêm khác dạo này. Có tiếng thở khò khe càng ngày càng lớn dần. Một cỗ hơi thở hôi hám xộc thẳng vào mũi, khiến Sáu Bân không kìm được cảm giác muốn nôn mửa. Không gian đen kịch, im ắng lạ thường, càng khiến bầu không khí xung quanh dần trở nên bức bối khó chịu. Sáu Bân cố xua đi cảm giác quái dị đang len lỏi trong từng góc của gia trang, đứng dậy thắp lên ngọn đèn dầu vẫn để trên cái nhỏ bên cạnh giường. Hắn nâng theo ánh đèn leo lét tay bản năng hướng về phía tịnh phòng dành cho gia nhân để giải quyết bầu tâm sự. Lúc tối, hắn lỡ uống hơi nhiều trong chồng dậu với anh Tư và thằng cu đẻn, nên giờ hắn cảm thấy bụng dưới nặng trĩu, vội vàng ba chân bốn cẳng đi nhanh tịnh phòng. Vừa kéo cặp quần tà lọn lên, Sáu Bân đang loay hoay tìm đâu nước trong bên cạnh để rửa tay, thì nghe âm thanh lọc chắc búa vang lên càng ngày càng lớn, giống như ai đó đang cố tình vừa đi vừa kéo lê đôi bút gỗ tiến về phía này. Thái dương đổ một giọt mồ hôi lạnh, Sáu Bân bấm quyết chờ sẵn. Nếu khi tiến lại gần, ít nhất hắn cũng có thể tạo ra nguồn năng lượng phá vỡ quỷ cảnh đang bao phủ ngôi nhà. Hắn biết có kẻ đang tiến hành cúng bái tà quỷ, một việc vừa nguy hiểm vừa ghê tởm. Tiếng cọc cọc dừng lại trước cửa tịnh phòng dành cho gia nhân. Sáu Vân cứng đơ người, cái bàn tay băng nảy đang bắt vào nhau trong thủ thế bấm quyết mạnh mẽ giờ sủi lơ, khiến hắn không thể kiểm soát. Hắn sợ hãi tột độ vì biết rằng quyền lực của thứ này cực kỳ mạnh mẽ và tà ác. Cánh cửa dần hé mở, kéo theo tiếng kéo két của tự làm người ta sợ gai ốc. Sáu Vân đứng thở, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào khe cửa màu đen đang dần mở ra. Bất chợt
cọt tiếng đinh đang vang lên. Một làn hương thơm ngát xộc tới, xua đi mùi tâm tưởi. Sau Vân chưa kịp nhìn rõ có chuyện gì đang xảy ra bên ngoài cánh cửa thì bỗng cảm thấy choáng váng. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một góc áo bào trắng sáng và vài lọn tóc đen chấm đất, đẹp như một bức cổ họa, trước khi ý thức mịt mờ rơi vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài gian phòng khách, Đoàn Cận đang đứng bên cạnh một nữ tử mặc áo bào trắng sáng, tóc xõa dài chấm đất, khuôn mặt đẹp đẽ sáng rực trong ánh trăng bao phủ quanh người nàng. Đó chính là vị thánh nữ thường hy trong truyền thuyết. Lần này nàng dùng hình ảnh nguyên hồn đối diện với Đoàn Cận, khiến anh cảm thấy một lượng uy áp không nhỏ. Thường Hy hiểu cảm giác của anh, mỉm cười rồi vất tay biến trở về hình dáng của bé Kikiya ngày xưa. Cảm giác khó thở khi nãy cũng biến mất lặng lẽ. Cẩn ca, đám kia đã bắt đầu ra tay. Huynh biết, nhưng huynh, hiện tại linh lực đã không còn đủ để bảo vệ mẹ con Lê Cảnh. Huynh cũng không muốn kéo em ấy vào đám mưu mô tà ác này. Muội hiểu, huynh yên tâm, tất cả những tà thuật này không đủ để đụng chạm được đến hồn phách của gia đình huynh. Trước này huynh có những biến cố, muội không thể can thiệp. Muội chỉ có thể bảo vệ huynh, tổ tử với hai bảo bảo bình an trong khả năng muội được phép. Dạ nhi, muội đừng lo, huynh biết phải đối phó với chúng như thế nào. Nếu tà quỷ kia muốn chơi trò này, vậy huynh bồi chúng chơi đến tận cùng. Đã vậy, huynh cứ yên tâm mà đối phó với chúng. Có điều, huynh không được làm tổn thương đệ tử của muội, biết không hả? Nói xong, bóng dáng ấy tan vào không khí, trả lại không gian của một buổi đêm yên tĩnh của Sài Thành như bao đêm khác. Đoàn Cận gọi gia nhân khiêng Sáu Bân về lại phòng ngủ, rồi nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ giáp với khu vườn bên góc trái dãy phòng cho gia nhân. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tà tứ. Thế như cô giới tà quỷ kia mà cũng muốn so sánh với Tiểu Cảnh. Đoàn Cận xoay người trở về phòng ngủ, ôm lấy người anh yêu nhất vào lòng, hít một hơi thật sâu, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vị sữa của Lê Cảnh. Anh dần chìm vào giấc ngủ an ổn. Mấy ngày nay Hoàng Minh đều ghé qua tiệm nói chuyện với Lê Cảnh mỗi khi xong công việc. Có lần Hoàng Minh bắt gặp những dấu hôn chi chít trên làn da trắng nõn mập mờ nơi xương quai xanh của Lê Cảnh mà trong lòng cảm thấy khó chịu đến hoảng hốt. Tuy anh đã tự dặn bản thân mình và Lê Cảnh vốn không thể nào đến với nhau, nhưng tình cảm giống như một chén thuốc độc cứ ăn dần tâm trí anh, đến nỗi nhiều khi anh muốn bất chấp tất cả để có được cậu. Mấy năm nay anh đã dần chấp nhận thân phận đặc biệt là người nữ tính của Lê Cảnh. Trong lòng anh, tình cảm anh dành cho cậu dường như cũng không có điều khác biệt nào so với tình cảm nam nữ của những người khác xung quanh anh. Anh biết với thân phận của cậu làm vợ hai của dân giàu có người Hoa này sẽ khó biết nhường nào, nhưng hầu như mỗi lúc gặp cậu, anh lúc nào cũng nhìn thấy cậu tươi cười rạng rỡ, khiến cho anh càng cảm thấy cuốn hút. Bởi anh thật sự khâm phục sức sống mạnh mẽ sâu trong nội tâm của cậu thanh niên này. Đang định cười đùa giỡn với hai đứa trẻ con của Lê Cảnh, Hoàng Minh chợt khựng lại, nhìn thấy dấu dây thần siết chặt trên bả vai cậu. Nhóc chính bất chợt trường sang nắm lấy cổ áo đòi mẹ bế, khiến áo sơ mi trắng của Lê Cảnh sập sệt lộ rõ dấu dây thần hằn đỏ vẫn còn hơi rớm máu. Hai mắt Hoàng Minh tối lại, nụ cười tắt hẳn nơi khóe miệng. Cảnh, dây em bị sao vậy? Không, không có gì đâu anh. Chắc, chắc em đụng vô đầu đó trầy da thôi. Thấy Lê Cảnh ấp úng không muốn trả lời, Hoàng Minh càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình. Anh bỗng cảm thấy trong lòng bức bối đến không thể thở được. Không ngờ tên đàn ông kia lại đối xử với cậu như vậy. Hoàng Minh cố gắng bình tĩnh, hít một hơi dài rồi nói. Cảnh, mấy năm nay em có hạnh phúc không? Anh ta có đối xử tốt với em không? Dạ, anh Minh, anh cần đối xử với em tốt lắm. Anh thương em với mấy đứa nhỏ lắm. Còn anh, sao anh không tìm con dâu về cho dì? Em nghĩ dì mong cháu lắm rồi đó. À,
thì mà thôi, số anh nói vậy chắc chưa có duyên lập gia đình. Giờ anh phải đi qua bên kia gặp bạn hàng, mai rảnh thì anh lại ghé tiệm. Anh đi luôn, em với hai nhóc cũng ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi. Hoàng Bình vừa bước ra khỏi cửa tiệm, nụ cười của Lê Cảnh cũng dần tắt. Vốn hôm nay cậu cũng hơi mệt, vì đêm qua cậu trằn trọc suốt mà không sao ngủ được. Đêm qua Đoàn Cẩn có việc nói chuyện làm ăn với ông chủ lớn từ Hương Cảng qua, rồi nghe nói uống say nên ngủ lại nhà lớn. Bình thường anh cũng có những dịp phải như vậy, nhưng không biết sao đêm qua cậu cũng cảm thấy trong lòng bồn chồn khó chịu lạ thường. Sáng nay cậu ra mở cửa tiệm thì bắt gặp ánh mắt kỳ lạ, có vẻ né tránh của mấy người phụ việc từ bên nhà lớn qua đây. Mấy lần cậu thấy anh Tư có ý muốn nói với cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu lại cụp mắt xuống như muốn che giấu điều gì đó. Tâm trạng bất an cộng với thân thể hơi mỏi mệt do mất ngủ cả đêm qua, Lê Cảnh cúi xuống nhẹ nhàng nói với bé Giai Huệ. Tiểu Huệ, con muốn ăn đồ ăn má nấu hồng nè. Bữa nay mấy má con mình về nhà sớm, má nấu món sườn chua ngọt với canh chua cho con ăn nghe. Dạ, được đó, con thích nhất món canh chua của má, má nấu là ngon nhất. Lê Cảnh mỉm cười nhìn ánh mắt sáng rực của Giai Huệ, rồi lại nhìn đứa trẻ ngây ngô trong lòng đang múc ngón tay chùm chụp. Cậu nói với Sáu Vân. Anh Sáu, nay bé Huệ hổng đi học nên em cũng muốn nấu món gì ngon ngon cho con ăn. Sẵn em cũng đang mệt trong người nên anh lái xe đưa em với hai nhóc về nhà sớm rồi cùng má con em ăn trưa, được không anh? Tiệm chắc nhờ anh Tư coi giúp chiều nay. Ừ, được đó, đại thiếu phu nhân mệt thì về nghỉ ngơi cho khỏe. Anh Tư, anh coi giúp tiệm, chút 4 giờ đóng cửa sớm cũng được. Tôi đưa phu nhân về trước bữa này nha. À được, cậu Sáu đưa mời hai về nghỉ ngơi đi. Vừa bước vào nhà, Lê Cảnh khựng lại khi bắt gặp Thu Hồng đang nhúng cánh tay của Đoàn Cẩn nói chuyện gì đó. Bình thường Đoàn Cẩn rất ghét người khác đụng vào người, trừ khi là vợ con. Cái anh người ở không ai là không biết chuyện đại thiếu có thói quen này. Nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói ríu rít của Giai Huệ với Sáu Vân, hai người kia như giật mình hơi chỉnh lại, khiến bầu không khí trở nên xấu hổ lạ thường. Sáu Vân mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt như không thể tin nổi, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Đoàn Cận, hắn vội cụp mắt cúi đầu nói nhỏ với Lê Cảnh. Đại thiếu phu nhân, để tôi vô bếp sắp xếp đồ nấu ăn trước. Không nghe thấy tiếng trả lời, Sáu Vân vội cúi người bước nhanh về hướng nhà bếp. Lê Cảnh giật mình, ánh mắt như bao phủ một tầng sương mù, không nói gì. Một tay bé nhóc chính, tay kia nắm chặt bé Giai Huệ, rồi bước vào phòng ngủ. Giai Huệ bước theo mắt, nhưng vẫn quay đầu lại, chán ghét nhìn bàn tay ả phụ nữ đang bám chặt góc áo của cha. Bình thường mỗi khi nhìn thấy cha, bé đã ba bước làm hai mà chạy như bay lao vào lòng cha mình. Nhưng hôm nay Giai Huệ đặc biệt cảm thấy khó chịu với khung cảnh trước mắt. Bé giận dỗi bỏ theo má vào phòng. Lê Cảnh như kẻ vô hồn, một góc tim như bị khoét mất, bước vào ngồi xuống giường mà không thể thốt lên lời nào hết. Lát sau Đoàn Cận cũng bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn hai giọt nước mắt còn vương trên gò má của cậu mà ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng Đoàn Cận vẫn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng lên tiếng. Giai Huệ, sao hôm nay thấy cha mà không chào? Xí, con không thèm. Cha hư, sao để cho cô kia nắm tay cha? Giai Huệ, con không được xen vào chuyện người lớn như vậy. Lê Cảnh lúc này mới bất giác hồi thần, khẽ kéo Giai Huệ lên tiếng. Tiểu Huệ, con không được hỗn với cha, con xin lỗi cha đi, mau lên. Dạ, con xin lỗi cha. Giai Huệ ấm ức một lúc mới đi dĩ lên tiếng. Lê Cảnh lại nhẹ nhàng nắm tay Giai Huệ. Tiểu Huệ ngoan, con qua bếp phụ chú Sáu soạn rau, để lát má nấu canh cho con nha. Dạ. Giai Huệ chạy vụt ra ngoài, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ré đau đớn của Thu Hồng. Thì còn Giai Huệ bước ra
dẫm thẳng lên chân ả, rồi xô ả té, còn thuận tay giật mấy lọn tóc của ả. May mà số phân chạy đến kéo bé ra thì mới xong chuyện. Bên ngoài đã im lặng một lúc, chỉ còn tiếng rút thuốc bàn cận. Bỗng anh lên tiếng: "Tôi nghe Hồng nói mấy bữa nay ngày nào tên kia cũng tới tìm em phải không?" Mình ơi, mình cũng biết là em với anh Minh trong sạch mà. Mình tin em được không mình ơi? Đêm qua mình không về nhà. Mình ngủ bên nhà lớn hả mình? Em tại sao tôi nói em không được liên hệ với hắn nữa mà em lại không biết nghe lời tôi? Đêm qua tôi say, A Hồng bồi tôi ngủ bên kia. Sao? Em còn muốn quản luôn chuyện này? Tôi nói cho em biết, ở đoạn gia này không có chuyện gì phu nhân nào có quyền quản lý chuyện làm ấm giường của gia chủ. Nhớ cho kỹ. Không được, mình ơi, em muốn nói chuyện phải quấy với cô Thu Hồng. Chợt tiếng chát vang lên làm Lê Cạnh giật mình, nhìn thấy Đoàn Cận tự đánh mạnh vào má mình làm cậu sững sờ. Bỗng nhiên cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, quên cả việc sụt sịt khóc tiếp. Mình sao mình? Nhớ cho kỹ, không được làm khó A Hồng. Dạ, em hiểu rồi mình. Trai Nguyệt xô cửa chạy sọc vào phòng rồi chỉnh lại, lớn tận nhìn dấu tát đỏ lửng trên má cha mình mà khó hiểu. Hả? Má của cha? Sao? Đoàn Cận nhanh tay bịt miệng Giai Huệ rồi kín đáo lau đi hai hàng nước mắt vẫn đọng trên má của Lê Cận. Nhìn cậu đầy ẩn ý nhưng không nói một lời nào, anh ném ra cửa hai đẩy rồi vội bế Giai Huệ lên thầm thì nói nhỏ: "Con đừng nói chi hết, má cảnh của con không bị làm sao hết, hiểu không hả? Tiểu áo bông của cha." "Dạ." Nói rồi anh đặt Giai Huệ xuống, xoay qua hôn nhẹ lên khóe Lê Cảnh, thầm thì vào tai cậu: "Tiểu Cảnh, em chịu uất ức mấy ngày nhưng em phải tin anh không bao giờ phản bội em." "À dạ, dạ." Lê Cảnh nước mắt rưng rưng nhìn người đàn ông mình yêu nhất cuộc đời này, lạnh lùng bước ra ngoài. Ả Thu Hồng nãy giờ vẫn đang đứng chờ ngoài cửa phòng, mau chóng vội theo sau Đoàn Cận lớn tiếng: "Trời đất ơi, sao Mợn Hai dám đánh cậu Hai như vậy nè? Mợn Hai thiệt là quá đáng." Bước được vài bước, ả xoay đầu nhìn mẹ con cậu rồi nở một nụ cười khinh miệt. Nụ cười đó khiến Lê Cảnh trong vô thức như chạm vào một cảm giác quen thuộc bí ẩn. Không ai để ý, ánh mắt của bé Giai Huệ nhìn chằm chằm sau lưng ả đàn bà kia như nhìn một kẻ đã chết. Một lúc sau, Giai Huệ siết chặt bàn tay lạnh ngắt của mẹ mình, cất giọng lỏng lẻn: "Má Cảnh, má ơi, má đừng buồn, má còn có con gái A Chính mà." Vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lê Cảnh nghe thấy tiếng sáo bông vọng vào từ bên ngoài: "Phu nhân, ngoài bếp tôi chuẩn bị xong hết rồi, giờ phu nhân nấu luôn phải không?" "Dạ, anh Sáu, em ra liền. Mà không có anh Cận ở đây, anh đừng gọi em phu nhân, anh gọi tên em là được rồi." "Ừ, được rồi." Dứt lời, Lê Cảnh cũng bước vội vào gian trái bếp, vào nhóc chính cho Sáu Bân, rồi nhanh tay nấu một bữa cơm đơn giản theo kiểu người Việt mà bé Giai Huệ rất thích. Sáu Bân nhìn Lê Cảnh hết làm rơi khúc muối lại làm vỡ cái chén đặt trên bàn mà thở dài. Hắn thầm nghĩ không biết khi nào cậu mới hết khổ. Lúc ăn cơm xong, Lê Cảnh đã dỗ hai đứa trẻ đi ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng, chợt thấy Sáu Vân thần bí mà kéo cậu qua một bên nói nhỏ: "Phu nhân, tôi kể phu nhân nghe chuyện này." "Chuyện gì vậy anh Sáu?" "Là vậy nè, sau bữa tôi nứt xỉu, tôi thấy nghi nghi trong lòng, nên tôi để ý bữa giờ tôi thấy trong phòng con Quỷ Hồng, nó thờ cái gì bóng e không hà, ghê lắm chàng." "Anh Sáu, anh có nhìn lộn không? Mà anh vô phòng cổ mừng chi?" "Trời, tôi vô phòng nó mừng chi cho A Nhu giận." "A Nhu? Cha, anh Sáu, anh với Mạng Nhu." "A trời trời, xịt, không có chi hết. Mà để tôi kể tiếp, bữa tôi để quên đồ trên phòng khách nên lò mò ra ngoài lấy. Tôi đi ngang qua dãy phòng gia nhân, tự nhiên thấy có mùi chi lạ lắm ngang, mùi khét khét mà tanh tanh sau đó." Sáu Bân bần thần nhớ lại cảm giác rùng rợn đêm hôm đó. Chuyện là cậu Hai Cận dặn hắn nhớ đem bộ khay đất đồng tiền mà lão gia mới mua bên Mã Lai giữ kỹ. Sáng hôm sau,
còn phải đem qua nhà lớn cho ông chủ Lâm bên Hưng Cảng qua để nói chuyện hợp tác bên nhà lớn. Tôi hắn vội công chuyện mà để quên trong ngăn tủ trà của phòng khách. Tuy là có khóa nhưng đến tối bất giác nhớ ra, hắn vẫn thấy không yên tâm nên định ra phòng khách lấy đem vào phòng để cho chắc. Vừa lướt cuối cầm cặp sách giấy tờ đang định ra một phòng thì bất chợt ngửi thấy một mùi khen khét tanh tưởi bay thoang thoảng nơi chóp mũi. Sau bần bất giác cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Bỗng cặp 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 quen thuộc lại vang lên, từng tiếng vuốt như gõ vào lòng hắn, khiến hắn vừa sợ hãi tò mò không biết kẻ nào dám làm bị tà ma trong nhà này. Nếu hắn bắt được thì hắn phải cho kẻ đó một trận nhớ đời. Men theo gương ánh sáng nhợt nhạt lóe ra từ một trong những gian phòng ngủ của gia nhân, Sáu Vân im lặng cẩn thận cầm lát bùa mà đại thiếu gia mới cho lúc sáng từ từ tiến đến. Chợt Sáu Vân dùng mình vì có một cơn gió lạnh hiện từ đâu bay vụt qua đằng sau gáy. Cảm giác có một chất lỏng thanh tưởi nhớp nháp đang nhỏ xuống cổ hắn từ trên da. Sáu Vân giật bắn mình lướt nhìn xa nhà, nhưng dường như không có một thứ gì trên đó khiến hắn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Sáu Vân định thần tiếp tục tiến đến căn phòng có ánh đèn leo lét kia. Nếu hắn không lầm thì phòng quả Thu Hồng mới được lão phu nhân dẫn vô làm để qua bên đây phụ giúp cho Lê Cạnh gần một năm nay sau khi cậu sinh bé chính. Sáu Vân cố gắng quên đi cảm giác có kẻ nhìn mình chăm chăm cùng cảm giác nhớp nháp tanh tưởi phía sau gáy. Hắn bước đến trước gian phòng quả Thu Hồng, nhìn cánh cửa sổ khép hờ. Sáu Vân lắc người nhìn vào khe cửa, bỗng giật mình suýt hét ầm lên. Trong phòng, ả đàn bà trần truồng nằm trước một bàn thờ màu đen, đặt hai cái đầu lâu và một bộ áo cưới tân lương màu đỏ, nhìn cổ xưa cũ nát. Ả đang cố sức nhét vật gì đó nhấp nhát vào cửa mình, toàn thân vẽ đủ thứ thuộc chú vằn vện màu đỏ, hai mắt trắng giả vô hồn. Sáu Vân sợ hãi khẽ liếm môi lùi dần ra khỏi khe cửa sổ kinh khủng kia. Bỗng nhiên cái đầu ả đàn bà quay ngoặt nhìn sang khe cửa đang khép hờ, nhếch miệng nở nụ cười nham hiểm gằn từng tiếng. Để tao coi thử mày còn ngồi vị trí đại thiếu phu nhân được bao lâu. Sáu Vân vội cúi đầu ngồi thụp xuống tìm tập hình thực. Hai tay hắn một người nhễ nhãi nắm chặt lưng phù có nét chu sa mạnh mẽ mà đại thiếu đưa cho lúc sáng. Sáu Vân bất chấp mà vừa lăn vừa bò về đến phòng mình, đóng chặt cửa phòng rồi leo thẳng lên giường, tay cầm lưng phù miệng niệm chú thuật, cứ thế mà thức tới sáng. Lê Cạnh nghe Sáu Vân kể chuyện đầu mày nhíu chặt. Nếu đúng như lời Sáu Vân kể, dường như cậu đã lờ mờ nhận ra một âm mưu kinh tởm đang diễn ra. Và đáng sợ hơn, âm mưu đó là nhắm vào chồng cậu, Đoàn Cận, thứ tà thuật kia đến từ một làng xa xôi của Simla, bởi một mo già của bản làng đó. Cậu cũng không còn xa lạ gì với thứ đó. Nhưng kẻ tiếp quỷ lực cho ả là ai? Tà thuật đó có vẻ đã được gia cố thêm bằng quỷ lực kinh khủng. Càng nghĩ Lê Cạnh càng căm giận thứ dám mơ ước đến chồng mình. Khẽ cắn môi, Lê Cạnh quyết định cậu phải ra tay, không thể để Đoàn Cận một mình đối mặt với mô tả ác kia được. Chào mọi người, Giao vừa thực hiện xong phần diễn đọc của tập 40. Mọi người thấy là diễn tiến của tập này rất là lôi cuốn, rất là gay cấn ha. Đó là một cái âm mưu quỷ kế của một ả hầu gái tên là Thu Hồng, mà mọi người vẫn không biết được rằng là ả có những cái mưu mô quỷ kế gì và đằng sau ả là những ai, những thế lực tà ác hoặc là tà linh nào. Vậy thì mọi người cùng Giao chờ đợi tiếp theo tập 41 nha. Nhưng mà Giao cũng muốn phân tích thêm một chút cho mọi người hiểu
Giao có thấy là tuần trước á, khi mà bên các bạn admin đăng lên một cái bật mí nhỏ cho cái tập 40 này thì mọi người có vẻ cảm thấy là Đoàn Cận lại đội lên cạnh. Cho mọi người hiểu như vậy cũng bình thường thôi, bởi vì cái diễn biến nó quá là ngay chắc. Nếu như mình không biết từ đầu đưa câu chuyện thì mình cũng sẽ hiểu như vậy. Và mọi người phải hiểu là như Giao bật mí từ lúc trước á, cái phần vương sư kỳ truyện nó sẽ có pha thêm cái phần trinh thám và một số cái phần nó đi vào cái phần tìm hiểu linh dị hơn, cho nên rằng là những cái sự kiện diễn ra nó sẽ không có như mình thấy, mà đằng sau nó là một cái mưu mô phía sau, một cái câu chuyện ẩn sau đó mà mình cũng phải theo hết câu chuyện mình mới hiểu được, chứ không phải là mình nhìn vào câu chuyện như cái chuyện mà mình tường thật là cái chuyện xảy ra nó như thế và như thế. Thì đó là cái cách mà tác giả làm mới cho cái phần ngoại truyện một này, và Giao cũng hy vọng là cách viết này sẽ giúp cho mọi người có một cái sự hứng thú hơn và thưởng thức câu chuyện một cách vui vẻ hơn ha. Tao cũng rất vui được quay trở lại để diễn đọc cái tập 40 cho mọi người, và rất là cảm ơn tuần vừa rồi vẫn có những bạn fan vẫn gửi donate cho về cho chương trình, cũng như là chúc cho mọi người có một cái sức khỏe tốt để mà tiếp tục phần diễn đọc audiobook này. Thì Giao cũng xin đại diện cho ban biên tập rất là cảm ơn mọi người nha. Giao cũng xin được tiếp tục cái tài khoản ngộ ở đây để mọi người nếu có muốn tiếp tục donate cho các bạn cộng tác viên á, để các bạn có thêm được cái động lực để tiếp tục thực hiện cho cái chương trình của nhà mình càng ngày càng phong phú, càng hay hơn nha. Để nhà mình càng có nhiều các cái bạn fan mới, nhiều thành viên mới thì gia đình mình mới ấm áp hơn nè, vui vẻ, xung vầy hơn ha. Em cũng xin mọi người là tiếp tục ủng hộ bằng cách là nhấn like rồi chăm chỉ bình luận vào trong các cái video của chương trình, để mà gia đình mình có thêm phần gọi là ấm áp, thêm phần gọi là sung tụng ha. Cũng đừng quên là bạn bè, người thân cũng như anh nào mới, thì nếu bạn chưa là fan thì bạn có thể là nhấn đăng ký kênh YouTube của chương trình, cũng như là nhấn follow Facebook để mình theo dõi khi mà mình có bất cứ một cái chương trình mới hay thông báo mới nha. Giao xin là đại diện cho mọi người cảm ơn rất là nhiều, bởi vì đôi khi á, một cái nút like hoặc là một cái nút đăng ký của mọi người nó mang ý nghĩa rất là lớn đến cho các thành viên của biên tập và cho Giao cũng như chị Hằng Mai. Giao xin một lần nữa cảm ơn mọi người nha. Giao cũng xin thông báo rằng là bên các bạn kỹ thuật biên tập á, có một cái thông báo là các bạn sẽ cho chạy tiếp kênh YouTube này, cái phần bookshop thì có tách một số cái sản phẩm thông dụng hoặc là đã xài và cảm thấy là rất là tốt, để cho các bạn fan hoặc ai đó có nhu cầu mua sắm những cái sản phẩm như vậy đó thì có thể là ủng hộ cho chương trình. Tao xin được cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng ta với Liên Hoa qua rất là nhiều giai đoạn, và xin chúc cho mọi người một cuối tuần vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nha. Chào mọi người.